Chưa có tiền hay sao chưa sửa không biết. Đây còn có đâu bên đây nè. Chiếc này là chiếc Naigo nè ha. Em nhìn chiếc này ha. Ngày xưa đó là ông đi chiếc này. Chiếc này nó bị hư nhiều quá. Đây chiếc nè. Nó bị hư nhiều quá nè, Mr. Naigo nè, thì nó bị hư nhiều. Thì cái thằng FAA đó, nó không cho bay nữa. Thì buộc nó phải mua chiếc khác, thì nó đang sửa xong chiếc kia rồi. Thì giờ chiếc này là nó bỏ rồi nè. Chiếc này là bây giờ là nó gỡ hết động cơ rồi đó, nó gỡ hết rồi nè. Là nó bỏ rồi đó. Để anh gửi nó hình nè, chiếc nó cạp chiếc cái bay cho em coi. Đây chiếc nữa nè. Bên cái sân sau này hình như 12 chiếc á, đúng rồi, 12 chiếc. Thank you.
thời trang, ông chủ thời trang của Canada. Chuyện này cũng mới sơn đẹp à. Sửa nhiều lắm mà. Chiếc này xấu mà.